Vừa rồi tất cả những cái kênh YouTube của tôi bị xóa, bị đánh phá, bị mất hết, không còn kênh nào. Thì mới đây nhất tôi thấy trên tin tức kênh của Hồ Văn Cường bị mất liên tục, mà trong kênh của Hồ Văn Cường là đang dính tới Ngọc Sơn. Mà Ngọc Sơn thì đang lăng xê Hồ Văn Cường, đang sử dụng Hồ Văn Cường để mà cùng làm show với nhau. Cho nên gián tiếp qua Ngọc Sơn mà Hồ Văn Cường bị mất kênh liên tục. Có nghĩa là nếu không lầm thì về tâm linh là đang bị bề trên cho nghiệp quật. Thì cái điểm này Ngọc Sơn anh phải coi lại. Điều thứ hai là tôi thấy có một cái thằng ca sĩ, nhạc sĩ nào tự phong tự sướng thì không biết có tên tuổi trong làng giải trí nghệ thuật hay không. Tại vì cái kênh thấy rất là ế, lèo tèo, không có bao nhiêu người view, nên lợi dụng anh rồi câu theo tên tuổi em Hồ Văn Cường đang làm một cái sự công cụ để câu view. Cả một lũ trò hề, hiểu không? Trò hề, trong đó có anh đó, Ngọc Sơn là trò hề không cần thiết. Anh không kéo thì anh ôm đầu máu. Tôi đã nhắc anh mấy tháng nay, giúp Hồ Văn Cường là tính cách, là nhân đạo, làm phước, nâng đỡ một đàn em thế hệ đời sau, thế hệ đàn em một cái cơ hội về cái kinh nghiệm trên sân khấu, về nghệ thuật. Nhưng ngoài ra đời tư của Hồ Văn Cường là phải để nó tự đứng dậy, tự lo thân. Bởi vì nó là một thằng đàn ông trẻ, nó trên 18 tuổi, nó không còn nhỏ nữa để nó tự lập bằng đôi chân của nó. Cả một lũ bợ đít đi ăn ké, đi lợi dụng thằng bé để câu view rồi tâng bốc nó. Có những bài hát chọn lựa cho nó, chọn như cầu tiêu. Những cái thằng con bò, đầu bò, những cái thằng ngu si rẻ tiền, không, chọn cho thằng bé những bài ca hát không hợp với giọng ca, rồi cứ đưa lên tâng bốc. Biến em Hồ Văn Cường thành một thằng ăn mày với tình thương hại kẻ này kẻ kia, rồi kẻ công nâng đỡ nó, ngóc đầu công lên cho một cái chuỗi con người nhận đầu nó xuống, tâng bốc nịnh nọt nó, làm y như cái bài ngày xưa giờ làm với Ngọc Sơn. Bác Ba là một người bệnh ngôi sao, tôi trị bệnh ngôi sao của Ngọc Sơn 15 năm trời, tôi đang vẫn trị, cầm đèn đi trước ô tô tài khôn chuyện của tôi. Những kẻ đầu sống bám với Ngọc Sơn, ăn ké ăn mày Ngọc Sơn, đang lợi dụng Ngọc Sơn câu view thông qua bác cháu Ngọc Sơn. Tôi vác bề trên về tâm linh tôi phế hết, tôi không cho một cách. Tôi đã nói rồi, đừng lợi dụng hình tượng của Ngọc Sơn. 15 năm tôi vất vả nuôi lên, ăn uống gì với nhau, lôi kéo thằng bé Hồ Văn Cường vào dính tới cái nhà tôi cứu mẹ con Ngọc Sơn. Và Ngọc Sơn suốt 15 năm là đụng tới tôi, chuyện của tôi, nên tôi lên tiếng ở đây, tôi cảnh cáo từ trong ra ngoài nước. Bây giờ là dịch corona, dịch covid đang trở lại, đang trầm trọng, đang ảnh hưởng lớn trên cả quốc tế. Sẽ ở kỳ này nó lũng đoạn thị trường, khủng bố kinh tế, mà khi kinh tế không ổn định bất an thì lấy đâu ra mà tiền, lấy đâu ra mà vui vẻ, lấy đâu ra tinh thần mà đi coi show. Nếu mà không ba cái vấn đề là câu view, ở trong nhà làm gì được nhau để có được cái nguồn thu nhập, làm gì được để ai chú ý đi lợi dụng. Thấy Hồ Văn Cường được Ngọc Sơn nâng đỡ, sử dụng Hồ Văn Cường làm cái phao, thấy có scandal với Đại Phi Nhung nên lôi kéo để mà tụ tập lợi dụng để câu view, như một cái lũ đê tiện nhân chẳng làm tích sự gì để dạy cho Hồ Văn Cường mà nên thân nên người. Bợ nịnh sân si tâng bốc rồi đấu đắp nhau tạo nghiệp. Tôi nói thành công thì chưa thấy mà thất bại thì có thừa, xúc phạm nhau ngồi đó ô hợp, đấm đá nhau như chó với mèo, một cái lũ rác rưởi xã hội bẩn thỉu ngay mắt tôi. Và những kẻ nào ăn bám vào Ngọc Sơn, tôi sẽ không cho ăn một sen một cát. Tôi nói rồi, tôi sẽ khiến cho đói cho ói đó hết. Có thu nhập được bao nhiêu cũng sẽ phải trả ra cho tôi, y như trang mạng báo tốt. Tôi đang giáo dục và trừng trị.
Ngày nào mà Ngọc Sơn không xin lỗi, tôi công khai trước quần chúng, trước truyền thông báo chí, nghiêm túc những gì đã qua, vô lễ với một trái tốt thơm ân nhân nạn nhân này. Ngày nào Ngọc Sơn không công khai mối quan hệ tôi là người yêu chị ba Ngọc Sơn, trả lại cái danh phận và tôn trọng tôi. Bên trong nội thất, nội tình, yêu hay không yêu, quen hay không quen, thành với nhau là một chuyện. Những cái danh dự và những gì thuộc về tôi, những gì đúng về tôi phải trả lại sự công bằng, công đạo và tôn trọng tôi trước quần chúng, trước luật pháp, trước truyền thông, trước đồng nghiệp, người nhà và những gì xung quanh Ngọc Sơn cho tôi ở cái danh phận của tôi và tư cách địa vị của tôi. Trong nhà Ngọc Sơn, ra xã hội, tới online, Ngọc Sơn không làm theo những gì tôi nói ở đây là tôi chia sẻ, tôi nhắc nhở. Tôi là người sống về tâm linh giác quan thứ sáu. Ngọc Sơn mà không có một sự biết sám hối trong con tim đàng hoàng ngay ngắn thì tất cả những gì 15 năm tôi bên cạnh Ngọc Sơn hôm nay là sắp tới cái năm 2023 là 15 năm là Ngọc Sơn sẽ mất tất cả. Hiện tại tôi thông báo cho những ai đang lắng nghe tiếng nói của tôi, thời gian này là thời gian Ngọc Sơn bắt buộc phải sám hối. Thời gian này là thời gian Ngọc Sơn đang bị nghiệp quật, cho nên những kẻ nào ăn bát Ngọc Sơn, ăn ké, ăn mày, đang câu view, không có ăn uống gì được, kể cả Hồ Văn Cường, dính tới Ngọc Sơn đang bị tẩy chay trọng trọng. Ba cái sống ảo thì sẽ chết ảo, tôi nhắc nhở hợp đài nhiều lần. Ba cái câu view bởi vì trong thời buổi loạn lạc, cơm áo gạo tiền, tân bốc nhau định đoạt nhau để câu view. Nếu không có giá trị lợi dụng lên hình, lên ảnh câu view, nếu không có sự trà trộn đến trong nhà Ngọc Sơn để lợi dụng Ngọc Sơn quay phim, chụp hình, quảng cáo, làm ăn ngoại giao những giá trị, thì không có sự bỡ định tân bốc Ngọc Sơn, biết Ngọc Sơn làm cái thằng bị bệnh ngôi sao, bệnh tâm thần, hoang tưởng phân liệt nhiều năm. Tôi lôi Ngọc Sơn ra cái đống rác xã hội, tôi la rầy suốt 14 năm dài cho Ngọc Sơn thức tỉnh những cái sai cái bậy. Tôi cảnh giác cho Ngọc Sơn đừng bao giờ nghe những sự tân bốc xung quanh. Càng tân bốc Ngọc Sơn càng chết. Một bài ca mới tung lên thị trường để ca ngợi tân bốc, từ Ngọc Sơn tới lại em Hồ Văn Cường và Bầu Thụy. Một cái loại nhạc phẩm rác rưởi xã hội, một cái loại bẩn thỉu bẩn đích. Bẩn đích là đồ mặt nhọc mặt ói. Nếu ca sĩ mà có tài năng thì viết một bài ca nào mà có giá trị nghệ thuật, để cống hiến cho cuộc đời, cho xã hội, cho nghệ thuật, chứ không phải ngồi tân bốc lật nhau để định đoạt nhau, để phạt bác nhau câu view, đấm đá với bên cái đá mà phạt ngược lại em Hồ Văn Cường, đấu với lại em Hồ Văn Cường, rồi tỏ ra là bảo vệ em Hồ Văn Cường. Thực tế thì chẳng có kẻ nào bảo vệ Hồ Văn Cường mà đang hại nó, đang tân bốc rất thành một cái thằng bệnh hoạn, bệnh ngôi sao, một Ngọc Sơn bệnh ngôi sao thứ hai. Tôi lấy tư cách tôi là người biết Ngọc Sơn 14 năm mấy, và tôi cảnh cáo những ai đang lợi dụng Ngọc Sơn. Từ khi tôi lên tiếng không đổ, tôi không cho thời cho thế, tôi không giúp cái nhà mẹ con Ngọc Sơn phản phúc dông ơn khoảng mấy năm nay, đã bắt đầu Ngọc Sơn có chuyện. Ai ăn teo Ngọc Sơn thì sẽ bị chuốc lấy họa diệt vong, y như cái báo thốt hiện tại tôi đang trừng trị. Ngọc Sơn bắt buộc phải xin lỗi tôi vì những thành quả, công quả của tôi. Ngồi mà kêu bằng tân bốc nịnh nọt tầm bậy tầm bạ, viết bài ca rồi ca ngợi Ngọc Sơn là một huyền thoại. Huyền thoại cái gì? Làm gì? Cho ai nhờ? Cho Đức chụp mấy cái tấm hình xong lợi dụng đời tư Ngọc Sơn lên câu view, đứng kết người nổi tiếng, cái trở thành tân bốc người nổi tiếng tầm bậy tầm bạ. Bao nhiêu năm nay Ngọc Sơn bán được bao nhiêu sản phẩm, bao nhiêu người coi và bao nhiêu người mua để ủng hộ Ngọc Sơn? Nếu không có cái thời thế mà tôi cho Ngọc Sơn trong 15 năm bên cạnh tôi. Cho nên đó, đây là một trò hề của thế kỷ. Rước rồi càng ngày càng tệ đi quá xa. Tôi nói ở đây, tôi chia sẻ những ai nào mà đang ăn đeo Ngọc Sơn, không có sự thanh trị của tôi cho phép, thì sẽ không ăn được một cách làm ăn buôn bán ngoại giao dịch tới Ngọc Sơn, sẽ bị xui xẻo. Càng ngày càng tệ, thấy thằng Quý Ngọc Công tân bốc hại người, thông đồng với mẹ con Ngọc Sơn sạc nghiệp. Thằng Quý Ngọc ngóc đầu không lên, không làm bầu số được, làm ăn đụng chạm thất bại, lừa đảo hại người tiền bạc, bê bối bên trong. Toàn là một cái thứ xã hội mục ruột.
Ngọc Sơn giúp thằng Hồ Văn Cường trở thành phản tác dụng, lấy em Hồ Văn Cường làm cái hình tượng bên cái bóc của mình. Ngọc Sơn ăn theo thị trường, không chạy đua theo thời thế trào lưu, bệnh cũ tái phát không chừa, chứng cũ không chừa. Kẻ tách đã như vậy xong hai hàng, nhiều mặt không có biết nghĩa tình, không có biết khôn. Hôm nay tôi giáo dục tới đây tôi ngưng, và tôi nói cho những ai đang ăn theo Ngọc Sơn hãy cẩn thận lại cái miệng và cách sống của mấy người ở ngoài xã hội. Nếu ai sai thì có luật pháp trừng trị, không cần tới phi mấy người ngồi trên internet không đủ tư cách để giáo dục để trị ai. Chó hùa một bầy, nói người ta mà mình làm giống như người ta thì mình có khác gì người ta đâu. Nói cái đáp phi nhung mà mình đối xử cái tư cách còn tồi tệ ngang hàng cũng bẩn thỉu như vậy. Cả một cái lũ người lớn đi lợi dụng một cái thằng con nít, một cái thằng ca sĩ chưa dựng trong cái làng nghệ thuật làm ăn của nó. Thằng bé Hồ Văn Cường thì bây giờ bác lời ca tiếng hát để mà kiếm cơm. Muốn cho người ta tâm phục khẩu phục thì đem tài năng mình ra, để mà ra đấu trường để lấy một cái giải gọi rằng ca sĩ không có hạn ở cái lứa tuổi của nó trên 18-20 này. Chứ không phải tân bốc nịnh nọt một em sao nhí lúc 3 tuổi mà trở thành một ngôi sao khi trưởng thành. Nó không hẳn như vậy. Thời nào tin theo thời đó, không, show nào tin theo show đó, tùy theo cái thời điểm mà mình tin, không, chứ không phải mà tân bốc nịnh nọt rồi cổ suý. Tất cả giật dây Hồ Văn Cường bệnh ngôi sao, tất cả làm ăn theo và cho tiền cho bạc làm lố, làm dốc như Hồ Văn Cường là một thằng ăn mày trên sân khấu, sốc nhờ ba cái đồng tiền chổi vô mặt, tặng vô mặt, bố thí vô mặt một cái lũ mất dạy. Cái tư cách và cách cho tiền, cách tặng tiền, cách đối xử riết rồi càng ngày hành xử như một thằng ăn mày trên sân khấu và để kiếp cơm. Mà kiếp cơm không phải bán sản phẩm nhạc, mà là lợi dụng tân bốc nhau do ba cái đồng tiền ảo tặng nhau để bình định nọt câu view. Biết Ngọc Sơn sốc ha, gần 60 năm tuổi xuân làm cái thằng ăn rồi chài mồi ba cái tiền quà tặng. Mẹ con nhà Ngọc Sơn giác dạng điện Ngọc Phun Son giàu sang phú quý là nhờ những cái đồng tiền quà tặng, chứ không phải nhờ bán sản phẩm. Bởi thực tế thì sản phẩm của Ngọc Sơn bao nhiêu người coi, bao nhiêu người nghe, bao nhiêu người mua. Hôm nay sau khi mà xóa kênh của tôi, mất tất cả các kênh thì đang bị quả báo. Ngọc Sơn đang bị trả báo là một cái lũ chó, lũ đỉ, lũ bợ đứt của anh ba đang ăn theo thị trường đang bị trả báo, đang làm trò hề, lôi kéo em Hồ Văn Cường đang làm trò hề, chứ không phải sạch sẽ tên cao ngon lành gì. Đừng có tự ngồi ở trên cái online từ xước mấy ngàn view rồi 1 triệu view là một cái lũ ô hợp. Bây giờ nếu mà nghĩ rằng Hồ Văn Cường có thời được 1 triệu view có giá trị, Ngọc Sơn đã có thời có giá trị, thì giáp là một bài toán giống tôi không? Giáp không. Nếu mình là người có thời thì tự nhiên hãy đóng tất cả những cái kênh và những cái show mà đang câu view mà được cả triệu view, cả mấy trăm triệu view, cả mấy trăm ngàn người xem, đóng lại một cái bóp và mở trở lại cho tôi xem có 1 triệu view hay không. Người ta vào không phải 1 triệu view Hồ Văn Cường để mà được ủng hộ, mà người ta vào có một số người không ưa xem làm gì, hãy đi ngang qua nhiều chuyện tò mò hiếu kỳ, hoặc là một số bợ định tân bốc để đấu đắp với cái đáp phi dung, lợi dụng em Hồ Văn Cường làm công cụ, hay Ngọc Sơn hay Bầu Thụy. Bầu Thụy làm gì mà có công, tổ chức show ra thì lợi dụng lật nhau, công thần gì đâu mà ca ngợi Bầu Thụy hả? Thằng Hồ Văn Cường làm gì mà có công lao mà ca ngợi, hát bài ca tiếng hát còn chưa có đủ vựng ở trên cái thị trường ca nhạc, hát trật tới trật lui, giọng ca yếu ớt không thua những người hát karaoke, không thiếu gì người hát trên dĩa hè trên đường phố còn hay hơn giọng ca của em Hồ Văn Cường. Tân bốc thằng bé riết dạy cho thằng bé hư, hại cho thằng bé bệnh ngôi sao, bệnh kiêu ngạo, bệnh tháo danh, bệnh sân si, bệnh kênh kiệu, ý như Ngọc Sơn bệnh bệnh với nhau một lỗ lây nhau đang giải ơn Ngọc Sơn, nên tôi mới lên tiếng nói. Tôi cảnh cáo những người nào đang tiếp tục dẫn dắt bậy bạ Ngọc Sơn, lôi kéo Ngọc Sơn trở lại vô cái sự hư hỏng. 15 năm tôi dùng tiếng chửi từ Mỹ thông về Việt Nam, thông trên thị trường internet này làm ăn buôn bán ngoại giao khống chế tình hình để dẫn dắt Ngọc Sơn, cho Ngọc Sơn nên người,
ăn được phạt đấy. Những chuyện của tôi, Ngọc Sơn nào mà huyền thoại mà tân bốc, cho câu like câu view cái trở thành huyền thoại hả? Cho chụp hình quay quyết cái trở thành một thằng huyền thoại, nực cười không? Mở nhạc ra mà buông nhạc thì không biết người coi, mà toàn bở đứt dao để mà lợi dụng Ngọc Sơn. Ngọc Sơn có chút tài năng ca nhạc sĩ thật, nhưng Ngọc Sơn không tới mức là một ngôi sao chuyên nghiệp. Tại vì chính Ngọc Sơn còn bấp bênh 15 năm không nên thân nên người. Do tôi dùng tiết chữ lời này, do tôi sử dụng tình yêu của Ngọc Sơn ác mộ tôi, Ngọc Sơn thay đổi có được ngày hôm nay là do tình yêu của anh ba đối với chị ba này mà nên thân, chứ không phải do cái lũ bợ rít tụi bay mà ngồi đó mà sắc rộng mà tung hô. Do sự mà khích lệ của trái tóc thơm này bên cạnh suốt 14 năm dài hơn, do tôi với mẹ của Ngọc Sơn giao thiệp nhau, do tôi cho Ngọc Sơn thời thế, tất cả một tay tôi ở đây chứ Ngọc Sơn nào mà ra. Ăn rồi tối ngày cổ suý cho Ngọc Sơn làm cái thằng bệnh tâm thần, hoang tưởng, bệnh ngôi sao, bệnh tham danh. Cái bà mẹ cũng vậy, tối ngày giải thành con ngựa đon háo đá, tối ngày lên truyền thông báo chí thì bậy bạ. Tất cả những kẻ xung quanh Ngọc Sơn không một ai đủ tư cách để ngang hàng với Ngọc Sơn. Toàn là đồ mất dạy ô hợp, toàn là đồ lốt lăn lốt bịch. Đây là tiếng nói của tôi, chị ba Ngọc Sơn trái tóc thơm. Tôi là người nổi tiếng thách nữ trái tóc thơm của trang mạng báo tốt 20 năm ở đây. Tôi là người đi theo giúp Ngọc Sơn đưa lên từng con đường đi của Ngọc Sơn gian nan khổ cực, từ một ca sĩ lỗi thời, hết thời, bị thất bại, bị thất thế xa cơ, bị hư hụt lầm đường lỡ bước, đạo đức thuần phong mỹ tục không chuẩn, ăn rồi tối ngày cấp đầu vô những cái bậy bạ cái sai. Ngọc Sơn nào mà huyền thoại mà ăn rồi ca ngợi tầm bậy tầm bạ không đúng chuyện đúng thời điểm để dạy hư một con người mà tôi phải lên tiếng nói ở đây. Tối ngày một bà mẹ tân bốc thành con lợi dụng thành con cái bớt tiền, một bà mẹ tham tiền ích kỷ tham sân si, một người mẹ không ra mẹ mà để cho tôi phải làm mẹ Ngọc Sơn 14 năm tuổi xuân của tôi, gắt liền với sự nghiệp của Ngọc Sơn. Hôm nay một cái lũ từ trong ra ngoài nước muốn hại Ngọc Sơn một lần nữa. Ngọc Sơn thực tế đang bị tội nghiệp, bị cô độc, bị cô lập y như cái bao thoát ngày xưa gặp tôi, đang bị trả báo nghiệp quật trả lại vị trí Ngọc Sơn như xưa. Ăn rồi tốt cảnh lợi dụng Ngọc Sơn để cho Ngọc Sơn bị bệnh háo danh, bệnh hoang tự tự mình là ghê gớm. Tất cả là thời thế tôi nằm trên giường bệnh này, tôi cho Ngọc Sơn từ Mỹ về Việt Nam. Chứ Ngọc Sơn nào mà có thời mà huyền thoại, Ngọc Sơn nào mà có công lao gì mà tân bốc Ngọc Sơn. Làm đồ càng ngày càng đi quá xa. 1 giờ 12 phút khuya Saturday December 31, 2022, thứ bảy ngày 31 tháng 12 năm 2022, tôi phát ra thông vào trong bao tốt, thông vào trong tất cả những kẻ đào đặt ăn bát cho Ngọc Sơn. Tôi cảnh cáo những kẻ lợi dụng Ngọc Sơn, giật dây Ngọc Sơn. Vì tôi và Ngọc Sơn biết giao và đã có giao 14 năm ấy. Tôi cấp phá con đường sự nghiệp của Ngọc Sơn. Tôi đang cực khổ gian nan đang giúp Ngọc Sơn đưa lên. Tôi vẫn còn đang cực khổ đưa Ngọc Sơn lên chưa xong. Ăn được phá nát từ cái bà mẹ tới cái thằng Quyết Ngọc, hai con chó trong nhà Ngọc Sơn, rồi bây giờ tới một cái lũ chó ở xã hội, lũ chó online và cái lũ đĩ tâm thần xấu tụi bay nữa. Xa xa Ngọc Sơn ra cho tao cảnh cáo từ trong ra ngoài nước. Sắp tới đây tôi đáp chuyến bay tới Việt Nam, tôi giáo dục từ trong ra ngoài một lần nữa. Tôi đã đánh sập trang mạng bao tốt, tôi đã khống chế tình hình bao tốt hiện tại, tôi đã trị được Ngọc Sơn mấy năm nay không làm loạn trên thế giới online. Cùng á có đọc với cái bà Kim Loan, thằng bị Ngọc Giáp sử dụng tôi làm nạn nhân tầm bậy tầm bạ, ba cái chuyện đời tư cá nhân của tôi. Đó, hỏi thử Ngọc Sơn xem, từ xưa giờ có phải Ngọc Sơn cần cái bao thoát cho bản thân và sự nghiệp nên sử dụng tôi làm nạn nhân không? Chính Ngọc Sơn xác nhận mấy ngày trước tôi gặp Ngọc Sơn trong bao thoát là Ngọc Sơn nói không có dính dấp chuyện tình yêu đúng hay sai. Dùng cái nick của Ngọc Sơn, một cái lũ chó lũ đĩ ở bên kia giáp sử dụng Ngọc Sơn qua đường dây để tấn công tôi, để mà lợi dụng Ngọc Sơn đánh vào cái sự kêu bằng con người của tôi mà kêu bằng từ bi để mà xúc phạm tôi vô lệ. Không biết điều giáp lấy mát Ngọc Sơn nói chuyện với tôi, sao biết tôi không phải người yêu của Ngọc Sơn. Bị Ngọc Sơn công khai có ngày giáp thề trước vong linh ông cụ bà cụ là vào năm 2012-13, khi tôi đến Việt Nam xong phát gạo đăng báo với Ngọc Sơn trước cửa về lại Mỹ Tây. Ngọc Sơn nói lời tình yêu với tôi, quay về với tôi bên cạnh nhau tại bao thốt, giáp thề trước vong hồn của bà Kim Lo không. Ngọc Sơn là người yêu cha yêu mẹ,
thề trước vong linh của ông cụ bà cụ là tôi không phải chị ba, người yêu của Ngọc Sơn không. Mà vì ăn rồi tốt ngày với thằng Quý Ngọc cứ giang hồ. Ca sĩ, nhạc sĩ thì tốt lại cứ giang hồ ăn chơi. Giang hồ, giang hồ, giang hồ. Tốt ngày lợi dụng làn sóng online làm chồng, làm cha, làm vua. Tôi đưa lên cho làm vua, làm chồng mà tốt lại cứ lôi kép cái đất ăn chơi. Hư hục bậy mà tôi tách ra. Mình có quyền giao lưu với xã hội, với quần chúng, với bác ách, với đồng nghiệp, với mọi người xung quanh. Nhưng mình phải giữ cái thế đức của mình mới khôn. Mình phải biết thủ thân. Mình phải biết tách mình ra. Mình là một ngôi sao. Mình là một người. Sốc về nghệ thuật chẹt cơm ánh áp của mình. Phải biết khôn. Trà trộn cách đâu vào dầm kêu cái bậy. Rồi giả cho quần chúng sai mà ngồi đó giáp lấy tôi ra tầm bậy tầm bại với tôi. Ăn rồi tối ngày mẹ con nói tiếng quát vào mặt ra tốt thơm. Ca sĩ, nhạc sĩ thì thuộc về sân khấu, thuộc về nghệ thuật, thuộc về những cái trong lĩnh vực làm ăn của mình. Tại sao mà ăn rồi tốt ngày cứ cấp đầu vào những cái bậy đám rác xã hội, học hư và dạy người người ta hư, sốc mà không biết mình ở đâu. Tôi giáo dục cho nên người 11 năm ăn rồi nói tiếng quát tốt ngày là bậy là bà tôi. Có phải là kênh tôi mới bị xóa xong rồi bây giờ bên phía Ngọc Sơn bị đánh phá, bị mất kênh? Có phải là Ngọc Sơn đang bị nghẹt quật hay không? Chung với thằng bé Hồ Văn Cường và thằng Bầu Thủy hay không? Hay những người ăn theo Ngọc Sơn đang bị mất cả cái kênh, mất cả vlog hay không? Thì phải coi là cách sống của mình đang bị nghiệp nó quật vô mặt đó. Chị hay do sạch sẽ gì, ngon lành gì. Mình lớn hết rồi, ăn rồi đừng có đi cái kêu bằng á, cái bài cũ lặp lại trong bao thuốc sân si ngày xưa. Nói sám hối mà thực tế không sám hối. Cứ lấy thằng bé Hồ Văn Cường ra rồi cho nó những cái đồng tiền tặng nó để tân bốc nó, chứ không phải do nó đem cái nghề ca hát nó ra, mà là lợi dụng nó để câu like của view, lấy hình ảnh nó làm cho nó trở thành như một thằng ăn mày xong tiền bố thí, tập cho nó kiêu ngạo tiền cho trời rớt xuống, không phải công quả nó lao động. Cũng giống như Ngọc Sơ của vậy, bao năm ngồi cái bao tót bị gặp nạn hư hỏng, tôi giật dắt tôi cứu, tôi cho làm chị ba anh ba, tôi cho chỗ đứng tại online. Quay lại mẹ con kiêu ngạo và hốc hách lấy cái công quả của tôi trở thành chửi vô mặt tôi, giật dắt cho thằng Nguyễn Ngọc và cái báo thốt tấn công vào tôi một cách mất dạy vô giáo dục. Sống riết rồi trở thành một thằng chó các chủ vô ai lệ bông ơn, ăn cháo đó bác. Người vô đạo đức vô cảm thì làm gì mà có cái tình với ai. Cái sự mà cái tâm không có, cái đức không có, cái tài không có bao nhiêu. Không, tôi la này cho nên người hôm nay Ngọc Sơn mới bắt đầu chất chính là bản thân. Nhưng vẫn chưa sửa đổi đầy đủ theo ý tôi vẫn còn phải giáo dục. Hôm nay nhờ trời cao có mắt sao tất cả luật Việt Nam, luật hải ngoại ở nước ngoài, luật xã hội, luật mạng đã bắt đầu thay đổi, đã bắt đầu nghiêm túc coi lại những tệ nạn xã hội. Bởi vì sự ảnh hưởng của tôi là sự ảnh hưởng lớn nhất chung ở đây. Ngày nào mà không có tôi, mà duyệt không có tôi thông qua thì đừng hòng mà nằm mơ mà có thể có chủ đức ở xã hội dễ dàng từng kẻ một mà làm bậy làm bạ với tôi. Tôi lên tiếng nói của mình bởi vì sự ảnh hưởng của tôi cho trang mạng YouTube Google này suốt hơn 20 năm tuổi xuân gắt liền với trang mạng bao thoát sự tác động ảnh hưởng của tôi ở đây. Không về mặt tâm linh mà cái thời cái thế ăn theo tôi. Cho nên hôm nay tôi không cho phép tệ nạn xã hội xảy ra mà loạn cào cào lên nữa. Tôi đã khống chế được tình hình bao thoát sau tất cả. Hôm nay tôi lên tiếng nói của mình giáo dục từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới, hãy chấp nhận những cái sự sống ảo và bớt lại ba cái đồng tiền tân bốc nhau thời buổi lộn lạc công nhận, lắc đầu không diện tạ. Tội phạm thì lên ngôi, kẻ không tài, bất lương thì tân bốc đưa lên, làm đủ trò hết trò hề. Nhân mùa Covid này bị loạn, bị điên, thần kinh sống hết, bị nhốt ở trong nhà riết rồi đói hết rồi làm khùng làm điên, không ra người ra thú. Toàn một cái lũ ô hợp trò bẩn thỉu của xã hội cần coi lại bản thân. Hãy chấp dứt hết đi. 1:19 khuya giờ Hoa Kỳ, thứ Bảy ngày 31 tháng 12 năm 2022.